Xin được thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, thế giới ngày hôm nay đã trở thành toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa, một nghĩa đen nào đó, nó giống như là một sân chơi, một cái rừng hay là một cái nơi chốn để chúng ta cùng sinh hoạt. Dĩ nhiên người ta nói rằng trong một cái rừng thì không thể có hai con cọp. Và trên thế giới ngày hôm nay, hai cường quốc mà chúng ta có thể thấy cái sự đối chọi hàng ngày với nhau, đó không ai khác hơn là Hoa Kỳ và Trung Cộng. Kính thưa quý vị, trong phát súng đầu tiên ngày 26 tháng 10 năm 2015 vừa qua, khi mà chiếc UAS license của Hoa Kỳ đi sâu vào trong vùng nước 12 hải lý của đảo Subi, thì đây là phát súng mà người ta cho rằng là một tiếng kêu đầu tiên để giải quyết những vấn đề tranh chấp mà chắc chắn Trung Cộng không phải dừng lại ở Biển Đông. Kính thưa quý vị, trong vấn đề toàn cầu hóa ngày hôm nay, Trung Cộng đã cảm thấy rằng mình trở nên một đệ nhất anh hùng, và họ đã có những cái chiến lược, chiến thuật một cách lớn lao để có thể tổng quát được, có thể bao gồm được, có thể nắm hết tất cả những vận mệnh của các quốc gia. Thứ nhất là chung quanh Á Châu, Thái Bình Dương, và đi sân xa hơn nữa là cả Phi Châu cũng như cả Úc Châu và Ấn Độ Dương. Điều này sẽ làm rất khó khăn cho tình trạng của Hải quân Hoa Kỳ cũng như là tất cả những loại tàu bè chạy trên biển của tất cả các quốc gia trên thế giới, mà nhất là những quốc gia hướng về Hoa Kỳ. Sẽ có bất lợi, sẽ có những sự vấn đề mà căng cửa, hay là có những vấn đề mà chắc chắn rằng Trung Cộng sẽ nắm hết những cái hải đảo, hải cảng, thì làm thế nào mà Hoa Kỳ có thể xen lấn vào được, kể cả vấn đề tiếp tế nhiên liệu cũng như những vấn đề vận dụng vào vấn đề chính trị. Thì thưa quý vị, đây là một trong những vấn đề khó khăn mà chắc chắn quý vị cũng rất thích để nghe. Bởi vì Biển Đông là chúng ta nói, Biển Đông là chúng ta là người Việt Nam trực tiếp, nhưng thật sự Biển Đông chỉ là một điểm nhỏ, một phát súng khởi đầu cho rất nhiều phát súng, mà không phải chỉ là chiến trường ở tại Biển Đông, mà là chiến trường của toàn thế giới. Trong đó Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, cả là Nam Băng Dương cũng có thể có được một cái sự kiện chung, mà trong đó bàn tay lông lá của Trung Cộng thế nào cũng phải đi sát để làm cho cái ảnh hưởng quay về với Trung Cộng. Liệu Trung Cộng có đạt được cái thành quả đó hay không? Liệu Hoa Kỳ có thể ngồi ngơ để chấp nhận những sự hoành hành của Trung Cộng muốn làm mây làm mưa? Liệu các nước như là Nhật Bản, như là Úc Châu và nhất là Ấn Độ Dương có thể khoanh tay để nhìn một người bạn của mình trở nên một anh hùng, mà anh hùng đó vừa là hăm hố, vừa là độc tài, vừa là có những cái giả tâm? Thì quý vị đóng cái vai trò của một số các cường quốc, quý vị có thể chấp nhận được không? Chính vì vậy mà hôm nay chúng tôi là Nguyễn Hồng Dũng rất là hân hạnh trong chương trình 60 phút của truyền hình Kali Today cùng với ông tổng giám đốc của hệ thống truyền thông và truyền hình Kali Today, anh Nguyễn Xuân Nam, sẽ cùng với chúng tôi bàn luận một cái chiến lược lớn của toàn thế giới. Chắc chắn rằng quý vị sẽ rất là thích thú khi nghe anh Nguyễn Xuân Nam cùng với chúng tôi luận giải những hình trạng, những bước tiến, những chương trình hành động và những chiến lược mà Trung Quốc đã chuẩn bị trong đầu, liệu họ có thể thực hiện được trong những năm 2016 sắp tới đây hay không. Đó là những điều mà chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với quý vị buổi nói chuyện ngày hôm nay của chúng tôi và anh Nguyễn Xuân Nam. Trước hết xin được chào Nguyễn Xuân Nam. Chào giáo sư Dũng, trân trọng kính chào quý vị. Dạ vâng, bây giờ chúng ta nói đến cái sự kiện mà cái định mệnh của Trung Quốc đối với thế giới và chắc chắn rằng đối với Hoa Kỳ. Vậy thì cái định mệnh này đó, nó phải đối phó như thế nào khi mà Hoa Kỳ phải chấp nhận để đối phó với một cái sự kiện mà Trung Cộng đang dương ra để mà có thể tóm thâu tất cả những cái vấn đề quyền hành, kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa của toàn thế giới vào trong một tay của mình. Liệu Hoa Kỳ có thể làm ngơ cho một cái anh đệ nhị cường quốc muốn làm gì thì làm trên cái sân nhà của toàn cầu hóa thế giới hay không thưa anh? Cảm ơn giáo sư Dũng và thưa quý vị. Có lẽ mấy hôm nay quý vị cũng nghe nói là tại sao Mỹ đó, lần này rất là quyết liệt để mà không những tuần tra Biển Đông, thâm nhập vào cái vùng 12 hải lý của đảo Subi, mà còn ông Harry Harris, tổng tư lệnh của Hoa Kỳ tại châu Á Thái Bình Dương, còn tuyên bố ngay tại Bắc Kinh là chúng tôi sẽ tuần tra thường xuyên 2 lần trong 3 tháng, 2 lần trong 1 quý và 8 lần trong 1 năm. Như vậy là Hoa Kỳ xưa nay đó, bỗng dưng xưa nay là có vẻ chiều chuộng
đóng ngập mang hoặc Trung Quốc. Không có những hành động mạnh, phản ứng mạnh đối với Trung Quốc. Và gần như đó, để cho Trung Quốc tha hồ tung hoành ngang dọc ở mọi nơi. Bỗng dưng đó, trong cái thời kỳ của Tổng thống Barack Obama, cái chuyển trục về châu Á, cái sự chuyển trục về kinh tế, cái sự chuyển trục của quân sự, cái sự chuyển trục về quyền lực mềm, bây giờ tới sự chuyển trục về quyết liệt và muốn hất Trung Quốc ra khỏi những cái mộng bá đồ vương. Thì người ta thắc mắc tại sao Hoa Kỳ bây giờ quyết liệt như vậy. Vội vã và quyết liệt nó như vậy. Bởi vì trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay, chúng tôi mới sẽ trình bày cho quý vị để quý vị nhìn thấy cái toàn cục mà Trung Quốc đã đặt ra đối đầu Hoa Kỳ. Không phải chỉ biến đông, chuyển đông là chuyện nhỏ, mới bắt đầu thôi. Từ toàn cái thế giới, đặc biệt là khu vực châu Á, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương nó như thế nào. Và chúng ta thấy khi mà Trung Quốc đang trong cái đà tiến ào ạt để mà muốn lật đổ của Hoa Kỳ thì bị đánh trả lại đó, bị tấn công ngược trở lại đó, thì Trung Quốc rất là cay cú. Cho nên cái sự mà đối đầu của Mỹ và Trung Quốc trên bình diện quốc tế, trong bình diện mà trở thành một cái bá chủ, một đế chế bá chủ, trở thành ngày càng căng thẳng. Thì giáo sư Dũng thấy đó, trong cái không phải điều gì mới, mà điều này ai cũng biết cả. Thì trong một cái cuộc tranh luận mà do một tổ chức mang tên Intelligence Square US, một tổ chức đã bất bù lợi, một tổ chức đã phi đảng phái, nó tổ chức một cuộc tranh luận theo cái công thức là công thức Stanford, và nó tranh luận với cái đề tài như vậy nè: có phải Mỹ và Trung Quốc có một định mệnh là sẽ là kẻ thù truyền kiếp của nhau không? Hai bên tranh luận, mời tranh luận là Mỹ và Trung Quốc có phải destiny, bị định mệnh là kẻ thù lâu dài và truyền kiếp nhau trong cái thế kỷ này không? Cho nên đó, với người Mỹ thì bây giờ họ nhìn Trung Quốc và là một kẻ thù. Với Trung Quốc, người dân Trung Quốc cũng đang nhìn Mỹ là một kẻ thù. Bởi vì sao người Mỹ, chúng ta biết người Trung Quốc đã qua nhiều sự kiện chúng ta trình bày thì quý vị đã thấy rằng người Trung Quốc đã ghét Mỹ, cái tiền để chống Mỹ và ghét Mỹ nó rất là cao. Thì ở người Mỹ bây giờ cái tình trạng, cái tâm trạng, cái tâm lý chống Trung Quốc, bài Trung Quốc ngày đang phát triển rất là mạnh. Bởi vì chúng ta thấy rằng đối với những người chiến lược, họ nhìn thấy cái toàn cục của cuộc đối đầu. Nhưng đối với những người dân bình thường đó, họ nhìn thấy Trung Quốc là gì? Ngang ngược trên miền Đông, từ một hòn đảo ngầm, từ một bãi san hô, anh cho cái máy đào sới đất, cát đào đất để anh dựng lên thành hòn đảo, anh xây dựng phi trường và bắt đầu anh từng bước để cấm những người này, người nọ, nước này, nước khác để đi tiếp cận vào khu vực Biển Đông. Và anh còn tuyên bố một cách ngang ngược, bất chấp luật lệ quốc tế, là Biển Đông là sân nhà của anh. Anh có cái chủ quyền, cái sở hữu cái Biển Đông này đến 80-90%. Một cái điều mà trong lịch sử chưa bao giờ có. Rồi người Mỹ họ nhìn thấy điều gì nữa? Họ nhìn thấy Trung Quốc cái chế máy bay mà cái mẫu mã thiện cấp của Mỹ. Trung Quốc cho những tin tặc lục lọi trong các công ty của Mỹ qua các hệ thống điện toán để mà ăn cắp những cái phát minh, những sáng chế của Mỹ, để rồi từ đó mô phỏng, chế tạo, bán giá rẻ để cạnh tranh trên thị trường Mỹ và hất Mỹ ra khỏi cái thị trường. Người Mỹ nhìn gì nữa? Người Mỹ nhìn là càng ngày họ nhìn thấy rõ là Trung Quốc thực sự đã có một cái kế hoạch và từng bước thực hiện cái kế hoạch đó để lật đổ cái vai trò của Hoa Kỳ trong cái đế chế mà Hoa Kỳ lãnh đạo trên thế giới hiện nay, mà chúng ta gọi là Pax Americana. Thì chính như vậy đó, người Mỹ họ cảm thấy rằng Trung Quốc là sự đe dọa trực tiếp, cụ thể, rõ ràng và rành mạch. Cho nên quý vị sẽ đi sâu vào cùng với bài chúng tôi, quý vị sẽ thấy rằng đây, cái mô hình, cái chiến lược toàn diện của Trung Quốc không phải chỉ Biển Đông. Biển Đông giáo sư Dũng chúng tôi đã thưa quý vị rồi, quý vị sẽ hôm nay chúng ta lột trần cái chiến lược
của Trung Quốc trong cái việc lật đổ của Mỹ, thay thế cái Pax Americana bằng Pax Sinica, là cái đế chế Trung Quốc sẽ thay thế cái đế chế của Hoa Kỳ như thế nào. Thì quý vị sẽ thấy rằng cái trong cái trận đồ kinh hoàng như vậy, nếu Mỹ không ra tay bây giờ thì chừng nào mới ra tay. Mà nếu không gọi Trung Quốc là kẻ thù thì gọi là cái gì? Thì gọi là cái gì? Thì quý vị, chúng tôi mời quý vị cùng chúng tôi phiêu lưu vào cái trận đồ bát quái mà Trung Quốc đang dâng ra và Hoa Kỳ sẽ phải đối phó như thế nào trong cái tổng cuộc như vậy, phải không thưa giáo sư? Dạ vâng, thưa anh. Dạ đúng, khi anh mở đầu thì chúng ta đã thấy được những cái âm mưu thật sự của cái Pact Sinica, tức là một cái chương trình rất là lớn mà chắc chắn rằng quý vị cũng nhận thấy rằng Trung Quốc đang tìm đủ mọi cách để đưa cái chiến lược của họ để mà thâm nhập vào tất cả các quốc gia. Thứ nhất là đầu tiên những quốc gia gần bên văn của Trung Cộng, thì chúng ta thấy rằng tăng cương đi đến Pakistan, Afghanistan, đi sâu vào những cái nước 54, 34, rồi đi xuống Ấn Độ Dương và có thể có một con đường đi sâu vào trong Malaysia cũng như là Indonesia, rồi tiếp cận với Thái Lan trở về với Văn Nam. Thì đây là một cái tuyến đường mà chúng ta cho rằng đây là cái tuyến tơ lụa mà cách đây từ cái thời kỳ thế kỷ thứ 6 đã hình thành. Nhưng mà bây giờ đó Trung Quốc còn có được những cái mưu để mà chiếm cứ cái Biển Đông như là một cái bàn đạp, rồi từ đó họ có thể tiến thẳng qua Ấn Độ Dương, qua Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương để tiếp cận với tất cả các cái cảng ở đó, và từ đó họ có thể trở nên một cái sự kiện để mà nắm hết những cái cơ cấu tổ chức. Vậy thì thưa với Nguyễn Xuân Nam, chúng ta đã thấy được như vậy, nhưng mà còn cái phía sau, phía dài hơn và cái phía âm mưu hơn về vấn đề chiến lược của Trung Quốc, thì thưa anh nghĩ như thế nào về cái chiến lược sắp tới? Mà chắc chắn là cái chiến lược này họ có thể thay đổi bởi những cái bao trùm của những cái path mà trước đây chúng ta biết rằng những cái đó là những cái cách thức mà một số những cái quốc gia hàng đầu họ cảm nhận rằng họ có được cái quyền ưu tiên để bảo hộ về vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, vấn đề của cuộc sống, nhân sinh v.v. Thì bây giờ liệu Trung Quốc có muốn chơi cái trò đó và đủ sức để mà có thể trở nên một cái anh hùng của thế gian này hay không anh? Cảm ơn giáo sư. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện nhỏ trước và ta sẽ nói chuyện lớn hơn sau, để thấy trong cái bài này chúng ta có thể coi là cái lục trần, cái đồ án lật ngửa, khai mở, bạch hóa cái đề án của Trung Quốc trong vấn đề mà chuyển từ một nước đang phát triển muốn trở thành một đế chế mới trên toàn cầu. Thì cái việc đầu tiên đó, cái chuyện Biển Đông đó, là cái chuyện bắt đầu và nhỏ. Bây giờ Trung Quốc, anh thấy ra không? Bây giờ Trung Quốc vào tháng 6 năm 2015, anh tuyên bố là sẽ không xây dựng đảo, tạm thời ngưng xây dựng ở tại Biển Đông. Tại Biển Đông, các đảo nhân tạo tại Biển Đông. Thì ta hỏi là những cái công ty hàng loạt của Trung Quốc á, trong đó chúng ta thấy là những cái tàu mà nó hút cát và đổ cát á, và đổ xi măng bê tông cốt sắt xuống á, để xây dựng cái đảo đó, thì nó đi đâu? Các tàu đi đâu? Nó còn nằm tại Biển Đông không? No. Hay là kéo về Hải Nam? No. Hay là đi đâu? Thì người ta biết rằng, Ấn Độ giật mình biết rằng những cái tàu đó sẽ đang trên con đường đi đến để xây những đảo, làm những hải cảng tại các quốc gia ở cái vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Một ngày đẹp trời vào tháng 5 vừa qua, thì quân đội của Ấn Độ tình cờ họ phát hiện cái tàu ngầm của Trung Quốc nằm ở hải cảng sâu dưới hải cảng Karachi của Pakistan. Thì Ấn Độ và Pakistan là quốc gia nó liền biên giới và liền vùng biển. Thì Ấn Độ thấy tự dưng có tàu ngầm của Trung Quốc nằm ngay cái sát ngách mình như vậy. Thì 2 tháng sau, một cái vị đại tá của Trung Quốc đã tuyên bố rằng cái chuyện chúng tôi đến Biển Đông và đến biển Ấn Độ Dương đó, không phải là chuyện mờ ảo. Giấu giếm gì? Nó là một chuyện là rõ ràng, open, rõ ràng, thanh thiên bạch nhật,
và công khai. Thì một cái vị mà đại quý của Học viện Quân đội Hải quân Trung Quốc ấy, cũng tuyên bố, chúng tôi xin cảnh cáo Ấn Độ là cái Ấn Độ Dương ấy, không phải sân nhà của Ấn Độ Dương, sân nhà của nước Ấn Độ. Có nghĩa rằng họ bắt đầu họ ló đi vào cái khu vực Ấn Độ Dương. Và chưa hết, nó là chuyện nhỏ thôi, thì họ bắt đầu đó, họ đưa những cái con tàu vào trong khu vực đó để đó, quý vị có thể tưởng tượng, để họ xây dựng những cái gì? Họ xây dựng những theo cái tiết lộ mới nhất mà chúng ta biết được qua một tờ báo của chính Trung Quốc, mà sau đó cái bài báo được kéo xuống và có những đính chính, thì đó họ bắt đầu họ tạo một cái chuỗi trân châu, 18 cái hải cảng trên toàn bộ các khu vực Đông Nam Á, Châu Á, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và kể cả vùng vịnh Ba Tư, kể cả Trung Đông, để đi đó họ đưa họ xây dựng 18 hải cảng đó. Mà trong cái 18 hải cảng đó, nó nằm khắp nơi trong Ấn Độ Dương, trong Thái Bình Dương và trong Địa Trung Hải, để nó trở thành đó, hoặc họ thuê dài hạn, hoặc là họ hợp đồng xây dựng. Mà bình thường đó, thì họ làm ăn về kinh tế, và khi có chiến tranh đó, thì họ có quyền cập vào những cảng đó, những cái tàu chiến vào trong khu vực đó. Mà quý vị có thể nhìn trên đó, quý vị vào trong Google, vì đánh dùng việc cho chúng tôi cái chữ là The String Appeals, làm cái dãy đảo Trân Châu đó. Thì quý vị thấy đó, nó nằm trên khắp các cái vùng biển rồi, khắp các quốc gia, từ Đông Nam Á, Châu Á, Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải, Thái Bình Dương. Chúng thấy 18 cái cảng lớn như vậy nằm ở khắp nơi. Và họ dùng cái cảng đó để phát triển hai thứ. Họ phát triển, mà quý vị có thể nhìn lên trên cái bản đồ trên Google đó, quý vị cảm giác rằng nó cái màu sắc nó long lanh, mà nếu quý vị nhìn những cái bản đồ mà nó linh động bằng chớp nháy của những cái đèn chớp nháy đó, quý vị cảm thấy là nó chớp nháy khắp nơi và khắp cái vùng là những cái cảng mà Trung Quốc sẽ xây dựng, hoặc là họ hợp tác xây dựng, hoặc là thuê có thể 30 năm, 40 năm, và thậm chí như tại Sri Lanka họ thuê tới 99 năm. Như vậy chúng ta thấy đó, họ biến một cái sức mạnh của Trung Quốc đó, là một cường quốc trên đất liền, bây giờ họ đổi, họ thành một cường quốc trên biển, và họ biến tất cả những hải cảng, những cái khu vực đó để trở thành những hải cảng thuộc Trung Quốc qua thuê mướn hợp đồng dài hạn, hoặc là đó, hợp tác với nhau, nơi đầu những cái tàu chiến, nơi đầu những tàu ngầm và nơi những thương thuyền đi đến. Và như vậy đó, nếu có chiến tranh nổ ra giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở tại Thái Bình Dương, ở tại Ấn Độ Dương đó, thì Trung Quốc sẽ nắm thượng phong, có thể từ chối không cho những tàu chiến của Mỹ, của Nhật, của Úc và của Ấn Độ cập những cái cảng đó, thì còn đâu là chỗ tiếp liệu nhiên liệu, đúng không? Còn đâu là chỗ tiếp liệu thực phẩm? Cho nên bằng cái cách mà xây dựng cái hệ thống cảng như vậy đó, Trung Quốc đã biến mình thành một cái cường quốc biển, không những chỉ để buôn bán thương thuyền làm ăn theo cái lộ trình mà giáo sư vừa nói đó, là lộ trình của cái đường tơ lụa trên biển, mà khi cần nó làm một cái đường từ chối tất cả các quốc gia khác cập những cái cảng quan trọng đó, cô lập quân đội các nước đứng ngoài xa và không tiến vào đất liền được, không cập ở đâu được. Chúng thấy mở đầu bằng chiến dịch gì? Họ lấy một số cái bãi san hô, bãi đá ngầm, họ xây dựng lên những cái thành đảo nhân tạo, họ đặt phi đảo, họ đặt hải cảng, họ đặt công sự chiến đấu, họ đặt hệ thống phòng không lên đó, và họ bắt đầu cấm tàu Mỹ đi vào, đúng không? Cấm máy bay Mỹ đi vào,
cấm những thương thuyền đi vào, không phải là bạn của tôi, không gần gũi với tôi, không đồng minh với tôi, không được vào. Như vậy, từ cái, họ tính từ cái Biển Đông này, họ trở thành một cái sự độc chiếm ở Biển Đông. Từ đó họ tiến qua Malacca, eo biển Malacca, họ đi vào trong Ấn Độ Dương và châu Á, Thái Bình Dương và khống chế toàn bộ cái vùng Ấn Độ Dương, Vịnh Ba Tư, Địa Trung Hải, Thái Bình Dương. Biển Đăng luôn. Họ biết đẩy tất cả những cái uy lực của Hải quân Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ trong suốt cả thế kỷ vừa qua gần như là một lực lượng duy nhất, lực lượng hải quân mạnh nhất ngự trị trên cái vùng đó, coi như chỗ không người. Bây giờ Hoa Kỳ đang bị, có thể đứng trước tình trạng bị cô lập, bị từ chối cho nhân vào khu vực đó và bị hất ra khỏi khu vực đó. Và song song với hệ thống quân sự và hải quân như vậy, họ mới bắt đầu họ tiến hành cái thứ hai là buôn bán làm ăn. Anh thấy Úc cũng sợ anh Trung Cộng, muốn hợp tác với Mỹ và quân đội nhưng mà không muốn làm phiền Trung Cộng. Anh thấy trước đây năm 2012, Anh Quốc á, là vì tiếp Đức Dalai Lama cho nên họ tẩy chay không làm ăn Trung Quốc. Năm 2013, Trung Quốc mới dẫn một phái đoàn, Thủ tướng Quốc dẫn phái đoàn thương mại đến làm quen, nối lại tình bang giao, làm hòa với Trung Quốc. Và năm 2014, Lý Khắc Cường qua đặt hàng khoảng 20 tỷ. Và khi ông Tập Cận Bình qua sang lần này đặt hàng khoảng 50 tỷ và Trung Quốc được Anh Quốc tiếp đón như một đại vương. Right. Cho nên khi mà trái ý Trung Quốc á, thì họ dùng cái vấn đề quyền lực và kinh tế đó, họ loại trừ ra, họ không chơi. Còn nếu anh đứng ở phe tôi á, về chính trị, về quân sự, thì chúng tôi hết lòng với anh về mặt kinh tế. Cho họ dùng cái quyền lực và kinh tế, họ dùng cái quyền lực mềm về chính trị để họ khống chế quân sự. Và khi mà chúng ta thấy cả một cái mảng lớn ở những cái đảo, những cái biển, những hải cảng mà nơi đó Trung Quốc đặt cái cảng nơi đó và họ làm ăn với quốc gia đó, thì họ khuất phục cái quốc gia đó về mặt chính trị, về mặt quân sự, phải đứng về phía họ và tách cái trục ra khỏi Hoa Kỳ. Như vậy Trung Quốc á, đang dùng một cái âm mưu bằng cái con đường tơ lụa trên đường bộ và con đường tơ lụa bằng đường biển. Họ phát triển kinh tế nhưng không phải phát triển kinh tế đơn thuần, mà họ phát triển luôn cái sức mạnh, cái sự ngự trị và quân sự và chính trị trong khu vực, biến một cái vùng rộng lớn của Đông Nam Á, Châu Á, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương trở thành những cái khu vực thân Mỹ. Anh thấy không? Cho nên nói một cái khác hơn đó, họ đang thay cái chữ Pax Americana bằng Pax Sicana. Thì quý vị, chúng ta thử hỏi cái Pax Americana và Pax Sinica là gì? Trong cái thế giới của chúng ta đó, thì có bao giờ giáo sư Dũng nghe cái chữ này chứ? Dạ vâng. Mời giáo sư nói một chút. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết rằng từ thế kỷ thứ 6 khi mà Romani, tức là nước La Mã đó, họ ngự trị một số những cái quốc gia đó, thì họ cảm thấy rằng họ có một cái bổn phận phải bảo hộ cho một số các nước khác. Cho nên cái từ Pax Romanica đó, nó đã bắt đầu phát triển từ cái thời giai đoạn đó. Rồi đến thế kỷ thứ 16, những năm 1700, thì chúng ta thấy rằng cái tình trạng của nước Anh với nền kỹ thuật cao đó, thì nước Anh trở thành một cái cường quốc mà tất cả các thế giới đều nể phục, bởi vì nước Anh đã có một cái nền công nghệ rất là lớn và họ tự cho rằng họ có cái quyền đi bảo hộ các quốc gia khác. Và chính cái quyền đó họ có thể bảo vệ bằng những cái sự kiện như là kinh tế, chính trị, văn hóa, kể cả vấn đề nhân sinh. Cho nên nó đã đẻ ra một cái từ gọi là Pax Britannica, tức là nước Anh đó, Britannica. Thì thưa quý vị, đến cái thế kỷ thứ 20 đó, chúng ta thấy rằng nước Mỹ đã trở thành một cái nước mà mọi người hiểu ngầm là có được cái sự bảo hộ của nhiều vấn đề, kể cả vấn đề mà nhân đạo, kể cả vấn đề mà tài trợ, kể cả vấn đề văn hóa, giáo dục, v.v. thì nước Mỹ là một trong những quốc gia mà được mọi người ngắm đấy. Cho nên với cái từ ngữ là Pax Americana nó đã xuất hiện. Và khi nó xuất hiện như vậy á, thì nó có cái bổn phận như là một đàn anh của thế giới để mà bảo vệ tất cả các nước. Nhưng mà mới đây đó, thì chúng ta thấy từ năm 1978 khi mà ông Đặng Tiểu Bình lên, rồi đến qua những cái giai đoạn là ông
Mao Trạch Đông, những ông như là Hồ Cẩm Đào, cho đến giờ là Tập Cận Bình, chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy cái tình trạng của kinh tế Trung Cộng đã vươn lên, mà cái sự vươn lên đó là do một số các quốc gia Tây Âu cũng như là Hoa Kỳ. Thì bây giờ họ cảm thấy rằng cái nước của họ có cái quyền để mà có thể nắm hết tất cả những cái chi phối của toàn thế giới, cho nên họ mới nghĩ ra cái tình trạng là Bashinika. Mà Bashinika là một cái quốc gia có thể bảo hộ cho tất cả các quốc gia khác. Vì vậy mà giữa cái Bash Americana và Bashinika đó, tức là giữa cái anh trùm Hoa Kỳ và anh trùm Trung Quốc đó, nó có một cái sự đụng độ, nó có được một cái sự tranh chấp quyền lợi hay không, thì đó là cái chuyện mà chúng tôi mới vừa giải thích cái chữ Bashinika thôi. Cảm ơn giáo sư. Thường đó, thì trong cái lịch sử đó có những đế chế, chúng ta gọi là cái chữ đế chế, có những đế chế, ví dụ đế chế La Mã là người ta gọi là Pax Romana, Romana. Pax Romana là một cái đế chế của đế quốc La Mã. Lúc đó cái sức mạnh của đế chế La Mã nó khống trị trên cái hành tinh này. Về mặt quân sự, về mặt tài chính, về mặt kinh tế, về mặt văn hóa, về mặt xã hội. Cho nên nó biến cái thế giới này dưới sự cai trị của một cái đế quốc La Mã, nghĩa là đế chế, thì nó gọi là Pax Romana. Nhưng mà cũng có những cái, ở Đông Phương chúng ta cũng có những cái Pax vậy. Ví dụ như là cái đế chế Mông Cổ. Một thời Mông Cổ cũng ngự trị cả vùng rộng lớn của châu Á và châu Âu. Thì nó có một cái đế chế đó, ta gọi là cái đế chế Mông Cổ là Pax Mongolica. Mongolica. Thì đó là đế chế của Mông Cổ. Lúc đó, đó tất cả các nước phải thần phục. Thần phục một cái vị đàn anh, một vị đại ca trong giang hồ, đế chế, đó là Mông Cổ. Để chúng ta thấy có những lúc á mà cái có những cái đế chế mà thời kỳ thế kỷ thứ 19 trở về trước á, khi Anh Quốc nó ngoi lên á, làm cường quốc ở châu Âu và cường quốc thế giới ở đại dương á, họ chiếm nhiều cái thuộc địa trên khắp nơi, họ trở thành những thuộc địa của Anh Quốc. Cho nên á, mặt trời của nước Anh á, không bao giờ lặn. Không bao giờ lặn. Là từ Đông đến Tây đó, đế chế Anh Quốc mở rộng từ Đông đến Tây, thậm chí Ấn Độ, thậm chí Nepal, thậm chí Bangladesh, thậm chí Sri Lanka, thậm chí Trung Quốc, thậm chí ở các nước xa xôi, kể cả Úc, cũng là những cái quốc gia chư hầu đồ hộ lệ thuộc vào nước Anh. Thì lúc đó cái Pax Britannica, right? Thì sau này khi mà Mỹ bắt đầu cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 tới giờ này, thì khi Mỹ trở thành một, lấy đi cái vai trò để nhất cường quốc trên thế giới đó, thì Mỹ bắt đầu chi phối thế giới này về mặt quân sự, ngự trị thế giới này về mặt quân sự, chính trị, văn hóa, xã hội, tài chính, buôn bán vân vân. Thì tôi gọi cái giai đoạn mà đang có là cái giai đoạn Pax Americana, đi chơi Mỹ, right? Thì khi mà Trung Quốc á, họ đang đưa ra một cái kế hoạch và từng bước thực hiện kế hoạch đó để họ thay thế cái Pax Americana bằng một cái Pax mới của họ là Pax Sinica. Tất nhiên á, đây là sự lật đổ một đế chế này để thành lập ngự trị cùng đế chế khác. Có nghĩa là lật đổ Mỹ để trở thành một cái thế lực mới, một đế chế mới mang tên đế chế Trung Quốc. Thì cái việc mà họ bày ra những cái, họ chiếm trận địa, chiếm Biển Đông, chiếm Ấn Độ Dương, bao vây cái đối thủ Ấn Độ trở lại, khống chế và tiêu diệt, bao vây Ấn Độ trở lại và lật đổ Mỹ từng bước một trong từng lĩnh vực, qua nhiều cái hệ thống. Mà chúng ta thấy hệ thống The New Silk Road là một con đường tơ lụa mới trên biển. Cái hệ thống mà các cái chuỗi hải cảng theo kiểu chuỗi trân châu, họ khống chế như vậy. Họ khống chế là từ một loạt các quốc gia như Pakistan, Sri Lanka, Miến Điện, Djibouti, Yemen, Oman, Kenya, Tanzania, Mozambique, Seychelles, Madagascar và nhiều quốc gia khác nữa. Bằng nhiều cái phương diện quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, viện trợ, khiến cho nó
Hoa Kỳ cảm thấy rằng và Ấn Độ cảm thấy rằng họ đang đứng trước một giai đoạn muốn lật đổ mình ra khỏi cái ngự trị vai trò độc tôn và ngự trị và lãnh đạo thế giới này. Giống như họ rút cái gươm ra, họ đặt nghi cái chiếc cổ của anh, thì Mỹ có còn yên không? Nếu không gọi đó là kẻ thù truyền kiếp thì gọi là gì? Thì gọi là cái gì? Nếu không gọi nó là gì? Cho nên xưa nay Mỹ thấy cái áp lực đó, thấy cái áp lực đó rất rõ ràng. Nhưng mà anh thấy đó, từ thời Bush, 8 năm của Bush bị kẹt trong cái trận chiến Iraq và Afghanistan, cuối cái nhiệm kỳ của Bush thì một nền kinh tế sụp đổ, Mỹ chống đỡ về mặt tài chính, về mặt kinh tế trong nội địa, Mỹ không đủ sức để mình lật ngược cái thế cờ trong giai đoạn đó, bởi vì tiềm lực của Mỹ đã đổ vào Afghanistan, cuộc chiến Afghanistan của Iraq. Cho nên Mỹ gần như đó, biết người ta rút dao đang để trước kề cổ mình. Nhưng mà nội lực của nước Mỹ lúc đó bị chi phối. Cho nên khi mà cái thời của Tổng thống Barack Obama lên đó, trong cái lúc mình một cái chuyến ngoại giao sang Thái Lan, bà Hillary Clinton lúc đó là ngoại trưởng của Hoa Kỳ, bà tuyên bố cái dõng dạc là Mỹ chuyển trục về Á Châu. Trong suốt 8 năm vừa qua, quý vị cũng như chúng tôi nhìn thấy cái hệ thống chuyển trục của Mỹ. Tại sao cấp bách chuyển trục? Tại vì Mỹ đang đứng trước một nhát dao đoạn tuyệt, tuyệt mệnh. Và Trung Quốc đang giăng ra, đang giăng ra khởi đầu từ Biển Đông, khống chế Biển Đông, khống chế eo biển Malacca, khống chế 18 cái đảo, 18 cái hải cảng, 18 cái hải cảng nước sâu trong khu vực như chúng tôi vừa trình bày. Còn chưa hết, thưa quý vị, họ còn tính một cái bước kinh hồn nữa, họ khống chế những eo biển quan trọng, những huyết mạch trên thế giới này. Ví dụ như họ khống chế cái gì? Họ khống chế cái eo biển đang bước vào giai đoạn từ Biển Đông, khống chế cái eo biển Malacca chỗ mang Mã Lai đó, để từ đó họ chuyển sang, họ thúc đẩy, đẩy sang một bước là khống chế Ấn Độ Dương. Và chưa hết, thì quý vị có thể họ còn khống chế những cái khu vực nào đấy. Chúng ta thấy với eo biển rất quan trọng nữa, eo biển Bab el Mandeb. Cái eo biển nó nằm ở đây, thưa quý vị. Nó nằm, nó, cái eo biển này nó nối giữa cái Hắc Hải, nó nối giữa, không phải, nó Hồng Hải và Địa Trung Hải. Qua cái kênh đào Suez này thì Trung Quốc đầu tư chỗ Ai Cập này, Trung Quốc đầu tư muốn khống chế cái eo biển cực kỳ quan trọng để nối giữa Hồng Hải và Địa Trung Hải và qua cái khu vực Ai Cập, chỗ cái kênh đào Suez đó, họ cái eo biển nó là Bab el Mandeb. Họ khống chế, họ có một cái kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế, làm ăn, xây dựng hải cảng, nhưng cuối cùng họ sẽ dùng cái đòn kinh tế đó, cái đòn quyền lực mềm đó, họ khống chế chính trị và khống chế cái eo biển đó thuộc về cái khu vực mà kiểm soát và quân sự của Trung Quốc. Mà nếu chiến tranh trong khu vực có xảy ra, họ không cho Mỹ đi vào, tàu chiến Mỹ đi vào khu vực đó thì làm sao? Chưa hết, họ khống chế luôn cả cái eo biển mà giáo sư Dũng thấy đó, eo biển Thổ Nhĩ Kỳ, nó nối cái vùng biển Hắc Hải sang các vùng biển khác nữa, qua cái eo biển Thổ Nhĩ Kỳ. Họ khống chế cái đó luôn. Họ âm mưu, chưa khống chế nổi. Nhưng mà trong cái lộ trình, theo cái tờ báo của Bắc Kinh tiết lộ, sau đó họ rút xuống, thì chúng ta thấy rằng họ khống chế bằng 18 cái cảng nước sâu, nơi mà tàu chiến đậu được, nâu tìm thì đến đậu được. Họ khống chế ba cái eo biển quan trọng và chiến lược trên thế giới. Và đồng thời họ mở một con đường tơ lụa làm ăn đó. Con đường cổ điển chạy từ Bắc Kinh sang Tân Cương, sang Iran, Iraq, Trung Đông, Đông Âu, Châu Âu. Và họ dùng con đường tơ lụa đi cái đường này. Mà họ thấy, quý vị thấy, Ấn Độ nằm đấy. Họ đi con đường tơ lụa
cổ điển trên bộ, họ bao vây toàn bộ phía Bắc, phía Tây Bắc, phía Đông Bắc của Ấn Độ. Bằng cách Tây Bắc của Ấn Độ họ đi vào Pakistan, Đông Bắc của Ấn Độ họ đi vào Bangladesh. Rồi bên này họ dùng con đường tơ lụa trên biển, họ khống chế 18 hải cảng, trong đó đặc biệt họ khống chế hai hải cảng quan trọng của Sri Lanka. Và quý vị thấy cái nhìn Ấn Độ, cái Ấn Độ, cái bản đồ nó như thế này, cái phải cái nằm ở mấy mũi Ấn Độ, hai hải cảng quan trọng nhất của Sri Lanka, họ ký contract với 99 năm và họ trong cái gần như họ độc quyền sử dụng các cái hải cảng này. Như vậy có nghĩa là Ấn Độ, chúng ta thấy họ bao vây Ấn Độ bằng hai con đường tơ lụa đất liền và tơ lụa trên biển. Và từ khi họ bao vây Ấn Độ bằng Pakistan, bằng Bangladesh, bằng Sri Lanka là coi như Ấn Độ in circle, bị nằm trong vòng vây, right? Và chúng ta thấy nếu mà Ấn Độ bị đánh, chiến tranh nổ ra với Trung Quốc mà các đồng minh cần nhập vào trong đây thì đi con đường phía Bắc không được, đi trên đường phía Bắc không được, mà đi con đường nào để vào Ấn Độ để tiếp cứu Ấn Độ, trong khi những hải cảng xung quanh Ấn Độ đều bị bao vây. Cho nên đó, Ấn Độ trong cái cơn nguy khốn mà Mỹ cũng đang bị lật, đang chuẩn bị lật ra khỏi toàn một cái vùng rất rộng lớn mà xưa nay Pax Americana trở thành một kẻ độc tôn, một đế chế đương nhiên, và nằm toàn bộ cái vùng Đông Nam Á, châu Á Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải. Họ đang có một âm mưu cực kỳ kinh khủng và từng bước một họ lật ngược thế cờ. Và khi họ tuyên bố dừng xây dựng ở tại Biển Đông và họ đẩy ra cái bước kế tới là vùng Ấn Độ Dương và 18 cái cảng trong dây cảng Trân Châu, dòng dãy của các cảng trong hệ thống các dãy cảng Trân Châu, thì giáo sư Dũng chưa hết, họ mở như tuyến Hỏa Xa đường bộ chạy dài từ cái vùng ở Trung Quốc, chạy xuống thẳng từ con đường tơ lụa, xuống thẳng ở Pakistan này, xuống thẳng Bangladesh này, xuống thẳng Oman này, xuống thẳng Iran này. Và từ đó nếu trong cái thời kỳ chiến trận mà nếu bị tấn công, họ có thể vận chuyển hành quân kể cả lộ đường bộ, lộ trình đường bộ, lộ trình đường thủy, lộ trình hàng không và khống chế toàn bộ khu vực. Và cùng lúc đó họ có thể không cho phép các thế lực thù địch tiến vào những khu vực mà họ đang quản trị. Như vậy nếu mà Mỹ không lật ngược cái thế cờ hôm nay đó thì quá muộn. Nếu không lật ngược cái sơ đồ trận này đó thì một cái đế chế Pax Sinica là đế chế của Trung Hoa sẽ thay cái đế chế Pax Americana trở thành một đế chế mới trên toàn cầu. Dạ. Có nghĩa là lật đổ cái hệ thống Mỹ trên toàn cầu. Dạ. Cho nên chúng ta thấy là khi Mỹ trong suốt mấy năm vừa qua, một mặt Tổng thống Barack Obama vừa phải đối phó để lôi cái nền kinh tế nước Mỹ lên, đẩy cái phát triển kinh tế, để trong nhà mới ổn định, sức mạnh tài chính nó dồi dào, có thực thì mới vượt được đạo. Khi nước Mỹ nó lên thì Hoa Kỳ đã vội vã bằng cách chúng ta thấy phản công về cái phía Trung Quốc để dập tan từ trong trứng nước cái mưu đồ mộng bá đồ vương lật ngược thế cờ, lật đổ vai trò của Mỹ trên toàn thế giới. Thì có thể một cách tóm tắt, có thể một cách tóm tắt thưa giáo sư, chúng ta thấy cái việc là cái một cái mê đồ trận, cái sơ đồ trận lật lột trần cái bản chất mộng bá đồ vương. Không phải chỉ Biển Đông mình đã nói rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta đi xa bất xứ nữa là mộng bá đồ vương của Trung Quốc trong khu vực vùng, trong cả một cái trái đất này. Dạ vâng. Để lật đổ vai trò của Mỹ. Dạ vâng. Thưa anh. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, cái Pax Sinica của Trung Cộng nó trở nên dữ dội. Mà nếu chúng ta cứ nghĩ rằng nó chỉ ở một cái sân sau của Trung Quốc, tức là ở tại Biển Đông, thì cái ý nghĩ đó nó không phải dừng ở lại chỗ đó.
Nhưng chúng ta lại thấy là một cái dải đảo Trăng Châu rất là dài với 18, 19 cái hải cảng nước sâu. Mà chắc chắn rằng ở tại Sri Lanka, tức là Tích Lan đó, họ đã ký một cái công ước là 99 năm giống như là Hồng Kông mà nước Anh đã ký với Trung Quốc trước đây đó. Và đã trao trả độc lập cho Trung Quốc từ năm 1997 vừa rồi đó. Thì chúng ta đã thấy những cái hiện tượng như vậy đó, Trung Quốc bắt đầu đi tạo cái uy tín của mình ở một số các quốc gia châu Phi. Có nghĩa rằng đối với Ấn Độ Dương, đối với Pakistan, Afghanistan cũng như là Bangladesh, thì hiện bây giờ đó, cái thế lực của Trung Cộng họ đã bao trùm hết tất cả rồi. Cho nên khi mà Ấn Độ giật mình cũng như là Hoa Kỳ đã thấy được những cái hiện tượng đó rồi đó, thì Trung Cộng đã cho xây dựng một cách rõ ràng và cụ thể, nói một cách nôm na là đã bán rẻ ở tại những cái cảng đó. Họ đã đổ tiền để mà xây dựng những cái cảng mà, thưa với quý vị, sau khi mà những cái công sự, những cái chiếc máy, những cái hạm mà hút cát đó đương hoạt động ở tại đảo Vành Khang rồi ở đảo Ruby xong á, thì hiện bây giờ họ chấm dứt, họ không làm ở đó nữa. Thì thưa quý vị, họ đang mang tới Sri Lanka, họ đang mang tới một số các quốc gia châu Phi để họ xây dựng, để họ đào sâu xuống để trở thành những cái cảng nước sâu mà có thể tìm thủy đỉnh, có thể cắt cái loại tàu khủng khiếp của quân sự cũng như là kinh tế có thể bước vào được. Cho nên cái âm mưu đó nó đã bao trùm hết. Và giờ phút này đó, thưa quý vị, nếu mà chúng ta nói trẻ thì quả thật cũng đã quá trẻ. Khi mà chúng tôi bàn luận cái vấn đề này thì dường như Trung Quốc đã đặt cái nền móng, hay nói đúng hơn là có những cái ảnh hưởng bởi cái số tiền của họ bỏ ra, bởi những cái người mà họ đã xây dựng trở thành những cái chư hầu của họ, bởi những cái chính quyền ở tại đó nó có thể ăn tiền, có thể có những cái sự hối lộ để cho Trung Cộng đã bước vào mà đấu thầu và có thể làm những cái chủ của những cái công ty đó. Cho nên đây là một cái vấn đề vô cùng quan trọng. Cho nên thưa quý vị, từ cái thời ông Tổng thống Bush như Nam vừa nói đó, thì nghĩa là sau cái vụ 911 của năm 2001 thì đối phó mãi ở tại Iraq, Iran, Afghanistan. Thành thử cái thời gian đó là cái thời gian trống và thời gian quá tốt để cho Trung Cộng vươn lên trong cái giai đoạn đó. Trung Cộng không chi một sen đô la, trong khi Hoa Kỳ chi nhiều trăm tỷ đô la để mà đổ vào trong cái trận chiến đòi dân chủ, xây dựng dân chủ cũng như là tạo dân chủ ở tại Iraq, ở tại Iran, ở tại Afghanistan. Nhưng mà quả thật 8 năm của Tổng thống Bush rồi bước qua cái giai đoạn của hiện tại là Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ, ông Barack Obama, chúng ta đã thấy cái giai đoạn đầu tiên là cái nền kinh tế nó bắt đầu nên là phục hồi. Và cho đến giờ phút này chúng tôi nghĩ rằng với cái tình trạng của cái nền kinh tế và sự thất nghiệp có vẻ giảm hơn, nền kinh tế có vẻ tăng hơn, thì cái công việc để mà bảo vệ quốc gia cũng như là có được một cái pass Americana trở lại đó, thì phải có những cái đối kích như thế nào. Vậy thì thưa Nguyễn Xuân Năm, Mỹ bắt đầu cái chiến dịch làm thế nào để mà vực dậy cái yếu thế của mình, làm thế nào mà Hoa Kỳ có thể phản công lại, chứ còn nếu không thì Trung Cộng nó sẽ trở nên một cái nước vô cùng nguy hiểm đối với thế giới. Vậy thì cái chiến sách, cái chiến lược và cái mưu tính nào của Hoa Kỳ để đối phó với cái giai đoạn ngày hôm nay thưa? Đó là một câu hỏi rất tuyệt vời thưa. Cái điều mà chúng ta tò mò là giống như chơi bằng cờ vậy, cái nước cờ bên kia đi đó thì mình phải tính cái nước cờ bên mình đi, đẩy bên kia trở lại, đưa bên kia từ ưu thế sang bất lợi. Trong những năm trước đây đó, khi mà nền kinh tế của Trung Quốc họ phát triển cái dữ dội đó, thì họ vứt tiền ra như núi. Họ có thể ảnh hưởng cả châu Phi, ảnh hưởng cả cái sân sâu Hoa Kỳ là khu vực Nam Mỹ, right? Họ ảnh hưởng cả một Á Châu, và bây giờ chúng ta thấy họ ảnh hưởng cả một châu Âu, kể cả Trung Quốc nữa, rồi kể cả Anh Quốc nữa. Cho nên cái đồng tiền của Trung Quốc họ vứt ra đó để họ biến cái sức mạnh mềm đó, biến các nước trở thành nô lệ của Trung Quốc, lệ thuộc Trung Quốc về mặt kinh tế. Cho nên cái nền kinh tế Trung Quốc khi nó bị sụp đổ đó, thì nó kéo theo thì vai không còn mang túi bạc kè kè, thì không mất đi những đồng minh, không còn ảnh hưởng kinh tế mạnh mẽ như trước đây nữa, và cái sức mạnh của Trung Quốc về mặt tài chính đó, nó bị giảm thiểu cái đáng kể, trong khi Mỹ đang cái thế vươn lên. Cho nên cái thời điểm này đó là cái thời điểm mà Trung Quốc
đang bị sụp về mặt kinh tế. Và chúng ta biết rằng Trung Quốc là cái nhà máy của cái nền kinh tế thế giới, cái xưởng lớn của nền kinh tế thế giới. Mà bây giờ trong những bài nói chuyện trước đây chúng tôi, giáo sư Nguyễn Dũng, quý vị thấy là các loạt các công ty từ Intel, từ Google, từ Apple, từ Samsung, những công đại công ty, tiểu công ty tuần tự lần lượt chạy ra khỏi Trung Quốc. Trên chuyến đi của Tập Cận Bình, trước khi gặp ông Obama đến Seattle là gì? Muốn quy tụ quần hùng lại, như một lời xin lỗi là tôi, chúng tôi sẽ thay đổi, chúng tôi sẽ thay đổi. Nói cách khác hơn, hồi trước tôi làm bậy, tôi xin lỗi các anh, trở lại đi, tôi thay đổi. Cái câu cách đó của Tập Cận Bình chẳng khác nào một lời xin lỗi của các công ty, mà muốn các anh trở lại, chúng tôi sẽ thay đổi, chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi, đừng bỏ đi, đúng không? Năn nỉ. Cho nên đó, chúng ta thấy một cái sức mạnh của nền kinh tế đang bị vọt bẻ. Bởi vì nếu các công ty đã đi đó, thì cái nền kinh tế Trung Quốc lại càng suy sụp. Right. Cộng lúc đó, đó chúng ta thấy càng ngày càng lúc đó, Trung Quốc bị cái thế đang bị lùi dần. Mà chúng ta thấy Mỹ qua cái chính sách chuyển trục toàn diện về Á Châu đó, họ đang xây dựng một cái điều rất khủng khiếp. Thứ nhất về quân sự. Right. Mỹ đã cởi trói cho Nhật Bản, để Nhật Bản lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai, từ năm 1945, có cái quyền tự do rộng rãi hơn và có những cái việc đưa quân ra nước ngoài. Mà trước đây họ chỉ là tự vệ, họ bị trói tay lại. Thì bây giờ giải thích lại hiến pháp, lật ngược thế cờ. Trung Quốc phải đối đầu với Nhật Bản về mặt quân sự, vì Nhật Bản bây giờ không thể bị trói tay nữa. Cho nên thấy về miền đông của Trung Quốc á, bị anh Nhật kềm chế đó. Bây giờ Nhật còn lại giúp đỡ các nước Đông Nam Á và còn tuần tra và tập trận trên khu vực Biển Đông. Cho nên Mỹ đã đánh thức dậy một con hổ đã bị trói từ năm 1945 đến giờ. Đó là con hổ Nhật Bản. Khi mà đồng minh của Mỹ á, có một con hổ vừa ngủ dậy, vừa đánh thức ra vậy đó, thì mệt cho Trung Quốc lắm. Cộng thêm điều gì nữa, cộng thêm anh ấy Úc Châu, nước Úc cho Mỹ đặt căn cứ quân sự và hợp tác với Mỹ về vấn đề tuần tra, về vấn đề Biển Đông, về hợp tác về quốc phòng của Mỹ trên toàn thế giới. Rồi chúng ta thấy nữa, Ấn Độ thì được Mỹ khuyến khích đồng tiến đưa tàu vào khu vực Biển Đông, tập trận với Mỹ, quy mô và hợp với cả Nhật. Chúng ta thấy một cái trục Úc, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, nó giống như những con đại bàng thức dậy và vỗ cánh ở Biển Đông. Thì khi mà các nước nhỏ họ thấy như vậy đó, họ không dám ai vua theo Trung Quốc, họ giật mình lại. Anh thử tìm tôi có một quốc gia nào tại Đông Nam Á và châu Á là liên minh răng hở môi lạnh với Trung Quốc nữa. Trung Quốc giống như một cái nhân vật bị đơn độc, khổng lồ cô đơn. Và tiếng Việt phải có chữ hay lắm, anh nhớ chữ gì không? Mãnh hổ nang địch quần hổ. Cho dù Trung Quốc có con mãnh hổ chăng nữa đó, thì không thể nổi địch với cả một quần hổ. Bây giờ từ Phi Lục Tân, từ Mã Lai, từ Malaysia thì cũng vùng lên đứng ở phía Mỹ. Cho cái Pax Americana bỗng dưng á, thêm vai thêm cánh, trở thành mạnh trở lại. Mỹ và đồng minh trở thành mạnh trở lại. Và con hổ, bên cạnh con hổ Nhật Bản, con hổ Ấn Độ cũng đang giật mình đi phá vòng vây và tìm huynh tìm đệ để tự bảo vệ mình. Anh thấy không? Rồi chưa kể về mặt quân sự là như vậy. Về mặt kinh tế đó, thì Mỹ vừa ký được một hiệp ước là TPP, là để nếu Trung Cộng dùng cái con đường tơ lụa trên biển để phát triển kinh tế đó, để từ đó gây sức ép chính trị và quân sự đó, thì Mỹ dùng cái con đường cũng kinh tế qua hiệp ước thương mại châu Á-Thái Bình Dương để nối liền cái vòng tay lớn về thương mại.
Thì đó, bây giờ từ Indonesia cũng nhảy vào cuộc, tới Nam Hàn cũng đang xin nhảy vào cuộc, thì Ấn Độ cũng đang xin nhảy vào cuộc. Bây giờ là 40% tổng giá trị sản phẩm và dịch vụ trên toàn cầu, cái GDP đó. Bây giờ nếu có Nam Hàn nhảy vào, có Ấn Độ nhảy vào, có Indonesia nhảy vào, Đài Loan nữa, thì nó bực lên trên 50, đúng không? Thì rõ ràng với cái TPP nó khống chế trên 50% tổng sản lượng toàn cầu, đẩy Trung Quốc cái mặt kinh tế trở thành kèo dưới. Cho nên sau khi mà về chuyển bên cạnh đó, Mỹ chuyển trục, chỉ còn 5 năm nữa thôi, tổng số 60% phương tiện chiến tranh của mình về châu Á Thái Bình Dương để đối trọng với Trung Quốc, quy động 60% lực lượng của mình từ các vùng khác để trở về ở Đông Nam Á. Và bây giờ số lượng của quân đội Mỹ tại châu Á Thái Bình Dương lên tới 365.000 người, với những thiết bị, với những tàu chiến, tàu hạm đội kinh khủng nhất của Mỹ vừa chế tạo, đắt giá nhất, hiện đại nhất, cũng đang điều về khu vực châu Á Thái Bình Dương. Cho cái hỏa lực của Mỹ, cái quân sự của Mỹ và đồng minh, kinh tế dưới sự chỉ huy của Mỹ trong hiệp ước TPP sắp tới, Mỹ đã lật ngược thế cờ. Và khi đã Mỹ đã làm được như vậy, thì lần này, thưa quý vị, Mỹ mới tuyên bố chính thức là tôi báo cho anh biết là tôi sẽ bước vào cái vùng 12 hải lý của đảo Subi. Nếu Biển Đông là cái chỗ khởi đầu cho bước xâm lược, bước phát triển của Pax Sinica, thì Biển Đông phải là cái chỗ cuối cùng, đầu tiên cho mình cuối cùng để đánh ngược lại. Tại vì nó chỗ xuất phát, nó là chỗ xuất phát. Cái giấc mơ bồng bá đồ vương một xuất phát từ ý định lật đổ Mỹ từ cái Biển Đông sang Ấn Độ Dương, thì cái đảo Subi gần như nó cái một cái hiệu triệu, một cái khẩu lệnh là quyết liệt để hất Trung Cộng khỏi cái giấc mơ Pax Sinica, để cái chấm dứt một cái giấc mơ mộng bá đồ vương, chấm dứt một cái cuốn mà lật đổ mà Trung Cộng đang nuôi bấy lâu nay. Và chúng ta đừng ngạc nhiên. Cho nên chúng ta không hề ngạc nhiên sau khi mà chúng ta nói như vậy, từ cái lột trần cái chiến lược của Trung Cộng ở Biển Đông, chúng thấy Mỹ tuyên bố không những trước đó mà đến lúc mà đưa cái chiếc tàu USS Lassen vào trong Subi, đúng không? Nhưng mà ông Harry Harris, tổng tư lệnh Mỹ tại Thái Bình Dương, đến ngay Bắc Kinh còn tuyên bố là tôi sẽ trở về tuần tra đó mỗi năm 8 lần, cứ 3 tháng là 2 lần. Nói ngay tại Bắc Kinh. Và chúng tôi không chấm dứt. Ông Ash Carter cũng như vậy. Và Mỹ tiếp tục hỗ trợ cho vị thuộc tân để việc pháp lý lật đổ cái vai trò thống trị, vai trò chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, tại tòa quốc tế là hay. Cho nên chúng ta thấy một loạt các con đại bàng vỗ cánh trên Biển Đông. Mỹ, Ấn Độ, Phi Luật Tân, Nhật Bản, Úc. Tất cả không những một cái đánh trả lại một cái Pax Sinica để giữ cái vai trò độc tôn của Pax Americana bằng một phương án toàn diện. Và khi trên thế giới này chúng ta thấy đó, cái phàm người ta nói mà, cái người, các quốc gia nhược tiểu, họ ngồi họ coi các quốc gia, các đại quốc gia đấu thế nào, anh nào thắng thế. Bỗng dưng đó, khi mà thấy Mỹ đang lật ngược cái thế cờ trên Biển Đông, trên Ấn Độ Dương và trên Thái Bình Dương đó, bằng một cái dàn đại bàng vỗ cánh bay, bằng những con ngực hổ giật mình thức dậy đó, thì các nước nhỏ bỗng dưng đó, họ sẽ tự điều chỉnh cái thái độ của họ để biết chọn ai là minh quân, chọn ai là minh chúa, để họ tiếp tục hợp tác để xây dựng một cái xã hội, một thế giới trong trật tự của cái tiền. Dạ vâng. Tất cả đều là quyền lợi và tất cả đều là sức mạnh. Cho nên khi mà mình nhìn vấn đề như vậy, thì Biển Đông đó, đến giờ này Trung Quốc đánh võ mồm, không dám ra tay, không dám hành động.
đúng phải. Sức đấu. Bởi vì nếu giờ này mà Trung Quốc ra tay và hành động đó, mở được tấn công bắn vào tàu của Mỹ đó, hay bắn vào tàu của Nhật đó, thì đó là ngày tự sát Trung Quốc. Vâng. Cho nên chúng ta thấy rằng với cái tầm nhìn như vậy thì giáo sư Dũng và tôi yên tâm, cùng với 90 triệu đồng bào trong nước yên tâm, 44 triệu đồng bào hải ngoại yên tâm là Biển Đông vẫn chúng không ta sao ha? Vẫn, thưa quý vị, vẫn an toàn. Dạ vâng, thưa anh. À, kính thưa quý vị, rất là cảm ơn những cái điều mà anh Nguyễn Xuân Nam vừa chia sẻ. Đất nước Việt Nam nó là một linh địa. Chúng ta cũng thường nhìn thấy đất nước Việt Nam mà người ta nói rằng khi mà cái chế độ Cộng sản đến tại Việt Nam đó, đó cũng là cái chế độ cuối cùng. Bởi vì đỉnh cao của ngày 30 tháng 4 năm 1975 là cũng là một cái đỉnh cuối cùng của chế độ Cộng sản diệt vong trên toàn thế giới. Mà quả thật, cái lời nói đó đó, chúng ta vẫn còn in như ngày hôm nay, là từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, không có một quốc gia nào trên thế giới này dám bước vào con đường xã hội chủ nghĩa, dám đi theo cái xã hội chủ nghĩa là xã hội Cộng sản. Cho nên cái đỉnh cao ở tại đó cũng là một cái điểm đặc biệt mà Việt Nam trở thành một linh địa. Biển Đông cũng vậy. Kính thưa quý vị, hồi nãy chúng tôi nói là cái chữ cuối cùng là bởi vì Việt Nam đã có những cái hình bóng của đất nước mà khi Trung Cộng đã xâm lăng tới đó, đã chiếm đảo, chiếm biển của Việt Nam. Và cũng từ đó, Trung Cộng sẽ không đủ vây cánh để mà có thể dương oai diệu võ trên toàn thế giới. Thưa quý vị, chúng ta biết nước nào cũng nghĩ đến cái quyền lợi riêng tư của mình. Ông Mỹ cũng không phải là một cái ông tốt lành gì. Nhưng mà dù sao đi nữa, nước Mỹ vẫn là một quốc gia mà nhìn các nước khác, muốn đẩy các nước khác tiến lên, và họ cũng chưa đem quân đi xâm lược một quốc gia khác. Họ chỉ vì cái ảnh hưởng của nền dân chủ. Còn đối với Trung Cộng đó, thì thưa quý vị, cũng vì quyền lợi. Nhưng mà cái quyền lợi của Trung Cộng là một cái quyền lợi mà nó ích kỷ, nó đại bá, nó làm cho những nước khác phải đau khổ, chịu những cái sự đau khổ. Mà nhất là người dân Lý Sơn ở tại Quảng Ngãi đã chịu những cái thiệt thòi vô cùng lớn mà thấp cổ bé miệng không thể kêu trời cho ai thấu. Thưa quý vị, cho nên thưa quý vị, các nước nhỏ đó, chúng ta cũng không trách là bởi vì nước nhỏ nào cũng vì cái quyền lợi của mình. Và dĩ nhiên, nước nhỏ cũng cần phải phù thịnh chứ không phải phù suy. Dĩ nhiên phù thịnh là phải phù nước Mỹ chứ đâu có phải phù một cái nước mà đang ở trong một cái cảnh giấy chết như thế này. Cho nên trước sau gì chúng tôi nghĩ rằng nước Tàu cũng phải chia năm xẻ bảy. Đó là cái thế tất yếu. Bởi vì nếu không thì nước Tàu sẽ còn dương oai diệu võ để làm cho các nước khác vô cùng đau khổ và khủng khiếp trên cái cuộc đời. Mà nếu không may nó trở thành Basinica, tức là dưới sự lãnh đạo tối cao của Trung Cộng, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ từ chết cho đến bị thương. Nhưng mà nói như Nguyễn Xuân Nam, chúng tôi rất là đắc ý. 90 triệu đồng bào Việt Nam trong nước, 4 triệu đồng bào Việt Nam của chúng ta hải ngoại cũng như khắp nơi, chúng ta sẽ yên tâm rằng thưa quý vị, đất nước Việt Nam sẽ không dễ gì bị Trung Cộng, nghĩa là tấn chiếm. Và đảo của Việt Nam một ngày nào đó, nếu đã bị tấn chiếm, thì con cháu của chúng ta sẽ có đủ tư cách cũng như là đủ hùng lực để có thể chiếm lại. Đây là cái điều mà chúng tôi nói và hy vọng điều đó nó sẽ đúng sự thật trong tương lai. Vậy thì thưa anh, mời anh đến những cái lời cuối cùng, bởi vì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Cảm ơn sự theo dõi tất cả quý vị. Với một loạt bài chúng tôi lần lượt trình bày từ lục trần bản chất của Trung Cộng trên Biển Đông, cho đến cái tham vọng ở tại Việt Nam và Đông Nam Á, đến cái trận đồ lớn hơn mà chúng tôi vừa trình bày, cho quý vị thấy rằng một cái toàn cảnh mà Biển Đông nó nằm trong bộ phận lớn của thế giới, và Biển Đông nó nằm trong cái trận chiến quyền lực giữa hai cái Pax Sinica và Pax Americana. Và chúng ta thấy rằng với cái tình hình hiện nay đó, thì tất cả những điều mà Trung Cộng đang làm bây giờ đang đứng trước bị khựng lại và bị suy thoái. Chúng ta trong bối cảnh như vậy, chúng ta có lẽ chúng ta tin rằng những biển đảo ở Biển Đông dưới sự giày xéo Trung Cộng không còn làm đe dọa lớn trong thời gian sắp tới. Chúng tôi cũng hy vọng rằng chia sẻ được cái quan điểm đó với tất cả quý vị. Xin chúc quý vị vui vẻ, bình an và tiếp tục theo dõi với chương trình truyền hình Calibre, với phần 60 phút truyền hình Calibre.
Dạ vâng. Với chúng tôi. Rất là cảm ơn Nguyễn Xuân Nam. Xin được kính chúc tất cả quý vị theo dõi chương trình đạt được nhiều cái sự vui vẻ, và hy vọng quý vị cũng sẽ ủng hộ cho chúng tôi trong những chương trình này càng ngày càng dồi dào hơn, để chúng tôi có được nhiều cái sức cũng như nhiều cái lực để tiếp tục những cái bài nghiên cứu để thực chuyện cùng quý vị. Rất cảm ơn quý vị theo dõi. Kính chúc quý vị cùng gia đình an lành.